Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của Bé Phương TV. Thì lâu lắm mới gặp, đúng không mọi người? Em rất là nhớ mọi người luôn, không biết là có ai nhớ Phương không? Thì là hôm nay là mọi người cũng đã biết, mọi người yêu quý chị cũng đã biết là chị Đồng Dòng Luyên đã có mặt tại Em Duy Thường mọi người ạ. Thì mình lại xuống, tại nhiều nay chị ngon lắm mà lem lắm. Thế là bây giờ mình sẽ xuống mình gọi là phải bằng được để hôn bà ấy, thơm bà ấy. Mình sẽ kiểu như là, mọi người thấy chưa, hôm nay gọi là manly. Thì bây giờ hãy đi theo Phương xuống phòng chị Dòng Luyên mọi người nhá. Cool. Hôm nay thấy mình đẹp trai, thấy trai giống kiểu như là bad boy ấy. Ôi công chúa, chị đang làm gì ấy? Ơi sao? Ui, ôi dồi ôi, hôm nay ăn mặc đẹp thế nhở? Ôi dồi ôi, này mày lại dành cái gì? Hổ báo các trồn đi vào đây làm gì? Ấy chả tay đẹp thế, quá khen. Hôm nay thế sao cho chị hôm nay lại mặc đẹp này? Em đã bảo là lên đây nhiều con trai mặc nó tao mặc váy mày, tao không cả trốn đâu mày. Biết rồi nhưng mà mặc kín đáo không à, nhà con trai em ghen. Cái gì không? Em ghen. Ghen á? Vâng, em ghen hả? Mày lại kín đáo cái trò. Thôi thì chị mày đi đâu không? Cái chỉ khâu gấu mà ngủ kiểu gì lói cả ruột gấu rồi. Mấy bà kia đó ngủ móc này tay móc ấy. Chết, quên tay. Quên tay móc móc ạ. Nguyên móc móc. Ừ. Có gì? Chị ngồi tự nhiên cách xa con gấu hả? Chị gì? Chị thích ôm gấu. Cái bà gấu tôi cái này làm gì nói luôn, nhổ lúa luôn. Muốn về đi. Chị về đây lâu không? Không. Thế đó. Chị đi giờ, chị phải về trên Bắc Giang rồi. Ở dưới đây dịch lắm. Nhớ thế. Chị còn phải chờ tiêm nữa, chị đã tiêm được đâu. Em cũng đã tiêm đâu. Không có gì cả, không có gì cả. Không có gì cả. Rồi, ô con kia nó nhìn thấy mình giống tiền rồi. Trộm luôn. Có gì đâu, chả có gì cả. Không hề có gì cả. Tại sao được chị lại to đột xuất này? Đâu, to đỏ vẫn thế. Bụng này to này. Không có gì đâu, đâu, cái gì đâu. Ai nhìn thấy, đâu, ai nhìn thấy. Không có ai nhìn thấy cả. Em nhìn thấy. Không ai nhìn thấy. Bóng điện nhìn không thấy. Không ai nhìn thấy cả. Rồi. Để lại chỗ cũ đi, coi như không thấy gì nhá. Thì hôm nay không nhìn thấy gì nhá. Đây, đây, đây. Nhưng dạo này chị có thấy em đến đây. Nhưng mà em dạo này ấy. Ờ sao? Chị không về ấy. Ừ. Nhưng mà em thấy chị cười với em ấy. Em cảm thấy vui, em muốn kiểu như là làm một cái gì đấy để tạo tiếng cười cho chị ấy. Tạo tiếng cười cho chị á? Ừ. Chị bắt đầu là chị sẽ cười. Quang á, em xuống đây, em mục đích hôm nay á, xem biết nào, xem biết một cái nào, xem mỗi một cái thôi, xem một cái thôi, không hứa xem không, sờ một cái không đến hai cái đâu nhá, bây giờ cho em sờ trước, mày im để im và chị sờ cả xem mặt hàng, cho em xem, mày yên tâm muốn hôn chị đúng không? Ừ, muốn hôn chị đúng không? Nào, ra đây, ô, ra đây, chị mày ngồi xuống chứ, ngồi xuống, thì mày cứ làm im đi, mày muốn hôn đúng không? Mày thế mày trước đi rồi chị gọi là có một năng lực. Mày biết tại sao chị ở một nhà con trai này chị lại ở được không? Mày phải hiểu một cái vấn đề đó là chị không được bình thường như sự giới tính ấy, hiểu không? Ví dụ hôm nay chị mặc váy đúng không? Như bình thường hay là chị mặc váy hoa hoa đúng không? Là chị là thục nữ. Đấy. À. Thế mà ngày sau đó cứ thấy chị mặc quần áo
ok. Hôm nay chị mặc vừa váy vừa áo là em biết là giới tính của chị là gì đấy nha. Em là con gái đúng không? Em mày muốn hôn đúng không? Bây giờ em muốn hôn mà. Mày muốn hôn đúng không? Nào. Bây giờ ôi quá lắm. Muốn hôn đúng không? Nào. Ui. Nào. Nào. Cái gì? Hôn. Nhưng mà nào đúng rồi, thế đấy là đúng rồi. Nào. Nào. Ui giời ơi. Em ơi nào. Mở đâu rồi? Me. Help me. Nigga. Help me. Trời mắt nhìn chi nào. Lên lên. Tới. Ôm em đi anh ơi. Ôm em đi, em đi anh ơi. Ôm em đi anh ơi. Ôm em đi anh ơi. Thôi cho mà chị em chị nào em sợ đấy. Sợ cái gì? Thật. Đấy chẳng qua mẹ ở với chị ít quá thôi. Chứ người trong nhà ai chẳng biết. Có ai đang cần chị đâu. Từ đàn bà đến từ con trai đến đàn bà. Có ai đang cần chị đâu. Đây là sai lầm của em khi thế là bây giờ hai chúng mình thích nhau đúng không? Em ơi chết mẹ rồi em ơi. Hôm nay thì mày đi nhận thế nào? Đấy. Một cái thôi nhưng mà hai cái đấy. Một cái thôi. Em thích hai cái. Một cái thôi. Hai cái. Hôm nay một cái hay ba cái nữa. Hôm nay chỉ có một cái chứ. Không làm rồi nào. Nào. Ngồi im. Mày cứ cười gì nhỉ? Nhanh lên không bảo chị mà. Chị mà mất hứng bây giờ. Nào. Nào. Mày cứ cười gì ấy? Nhưng mà nhìn từ đó chị cứ để bình thường cho anh thơm một cái. Không bình thường, bây giờ mày biết hôn là người ta phải có cảm xúc nha, em dồn cảm xúc. Cảm xúc mà nào. Nào. Mày mất hứng đi nha. Xin hôn người ta, người ta hôn mình, ngồi im đi nha. Mày cứ chớp mắt nhìn đi. Nào. Ờ, nhắm mắt. Để thằng nào quay cho cái cảnh này để cho gọi là nào. Chuyện. Quay nhá. Quay. Trời ơi, bắt đầu từ nay em hạnh phúc của chị nhá. Nào. Đây phải tí em quay luôn. Quay bằng cam. Nào, em hạnh phúc của chị nhá. Mày có muốn hôn không? Bây giờ mày vào đây mày xin tao hôn mày cứ chặn mắt mày nhìn tao đi. Tao hôn mày chứ tao không hôn con ông được. Phải không? Mày cười cái gì? Chết rồi, nhà này chết rồi. Trời ơi, chạy thương điên hết rồi. Chị chả có thấy cái buồn cười gì hết. Chết rồi, nhà này chọn thương điên thì em biết không? Hai cái bọn nó hay cười nhiều ấy. Hay cười như một kiểu như là từ đấy giờ chị nói chuyện với em thì em toàn cười ấy. Hay kiểu như là bị hài luôn ấy. Là chị cho kiểu sang châu quý hết rồi ấy. Không thì ở bác nạn chị là nó sang cho cây số 4. Nhưng rồi. Mà hôm nay là để em thơm chị. Cái gì? Chứ em không muốn chị thơm mày, em phải thơm chị là để nó như thế. Chị là không thơm. Quay một cái thôi. Thơm không thơm. Thơm không thơm được. Thơm được. Thơm luôn. Ừ. Nhưng cả nhạc lên em chưa bị mất chinh môi. Mày mất chinh môi còn chinh nó điếc. Còn nói cái chinh nó điếc mà cứ nhưng mà em chưa được mất chinh môi. Gì? Chưa bị mất. Bây giờ chị nói chung là có kinh nghiệm đúng không? Thôi mày im đi, mày im đi. Tao thề luôn, giờ là đít tao chưa chắc còn chinh đâu nhá. Nhá, giờ đít tao chưa chắc còn chinh đâu. Mang lên. Làm trò à? Nó đít làm gì có chinh. Mày có mang lên làm trò tao. Làm nào. Mày phải đấy. Ok, quay lại. Rồi, nó sợ lắm. Ui ui. Không biết là bà này hôm nay bà ấy bị làm sao mà cả, hay là lộ giới tính thật. Ui bà ấy phản lại mình sợ luôn ấy, đến sợ luôn ấy. Không nghĩ là bà ấy lại như thế. Thì video đây là mình kết thúc của mọi người ạ. Thì mọi người thấy mình làm hay thì hãy cho mình muốn like. Và đừng quên đăng ký kênh, đừng quên chia sẻ cho Phương nhé. Bây giờ thì hẹn mọi người vào clip sau, bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.